Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review một đôi pom của Louis Vuitton. Thì đôi này mình vừa check ở trên web thì nó có giá là khá cao. Bây giờ sau khi mình nhận được hàng hôm qua thì hôm nay mình cầm cái pom này để mình review cho sản phẩm mới này của Louis Vuitton và cherrie 2018 vẫn đang được bày bán ở siêu web ở các nước. Và bây giờ mình sẽ đến phần hộp nha. Thì đầu tiên là mình thấy đây là một cái túi giấy, một cái túi sách của Louis Vuitton. Thì các bạn thấy là ở cái phần này chất liệu giấy craft rất chi là rắn chắc. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái dòng chữ Louis Vuitton. Thì trên này họ làm trên cái dòng giấy này nó có họa tiết hoa văn nổi với một cầu xanh và một tông xanh trên một nền vàng rất đẹp. Đây ở dưới đây có như là mai sơn này, chắc đây là một nhà phân phối gì đó. Mình thấy có một cái địa chỉ là mai sơn Seoul City có nghĩa là các bạn xã hội của bên mai sơn. Bây giờ mình sẽ đi vào đôi giày thôi. Đây. Chiếc bóp của em cái phần này thì cái viền cái chữ Louis Vuitton ở trên cái hộp này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà sẽ có vấn cứ bề nổi chứ này, hộp giấy rất đáng chắc. Xem là xung quanh có gì đây. Thì bình thường như là một số dòng sản phẩm khác như mình đã xem ở những cái hãng khác thì như kiểu Saint Laurent hay là Salvatore Ferragamo thì nó sẽ có những cái detail chi tiết sản phẩm ở khu vực này ở gọi là quanh viền, ví dụ như là dòng giày gì, nhãn hiệu, thương hiệu, tên, size, số, nam hay nữ. Nhưng mà ở những cái bọc của LV như này, Louis vui tươi như này thì nó không có một cái gì cả. Thì bình thường mà dòng hộp khác là sẽ mở để nắp hộp ra, và trong hộp của Louis Vuitton này sẽ mở ngang này. Chờ, mình sẽ để dòng về. Đây là chiếc bóc của Louis, sẽ để ở đây đi. Trong này là một chiếc túi bằng vải canvas có tên nhãn hiệu Louis Vuitton lên. Chất liệu của vải rất mềm. Đó, mình sẽ để sang một bên trước. Hai túi với một cái số màu dòng giày fake, F fake thì những cái dòng túi này họ làm rất easy luôn, nhưng mà cái chất liệu túi nó không bao giờ được dày. Đấy cũng là một cách nhận biết dành cho các bạn khi mà mình có thể sử dụng phân biệt giữa hàng hiệu hàng fake. Đó, để sẵn đây. Thì trong chiếc hộp này như mình còn thấy thì nó sẽ một quyển giấy, chắc là nói về cái gì đó, rất nhiều từ tiền, chắc là mô tả đi theo sản phẩm không. Còn trong này có một cái túi giấy chống ẩm. Cái túi giấy chống ẩm này rất lợi ích khi mà bọn bỏ giày vào cái nurse bag, và trong đó có một chiếc túi chống ẩm này, nó sẽ hạn chế cho các bạn được những cái vấn đề về ẩm mốc, nhất là một cái thời tiết ở Việt Nam như thế này. Trong này là một phong bì, mình thấy như một phong bì của nhà sản xuất. Xin lỗi là đây có nghĩa mình đã từng xem qua cái phong bì này rồi. Thì nó là mô tả thông tin của khách hàng và giá tiền của sản phẩm. Mình xin phép là mình sẽ không mở cái phong bì này ra, và mình chỉ biết đây là một cái lá thư của nhà sản xuất ghi thông tin đầy đủ về giá tiền, chi tiết sản phẩm và khách hàng, để coi như gần như một phiếu bảo hành luôn. Đó. Thì ở đây còn một cái hưu, đây hay gọi là gót giày, thì cái dòng gót này của Louis Vuitton thì
Đây là một chiếc gót tặng kèm của nhà sản xuất, các bạn nhìn thấy cái thân gót họ làm rất rắn chắc. Và nếu mình có những cái chiếc gót như này thì cái giá mà đóng gót cho một đôi sản phẩm dòng high heel của nữ sẽ rất là cao, có thể rơi đến tầm 200-300 nghìn cho một đôi gót. Các bạn nhìn nhé, một đôi gót nhé, sau tay mình trông nó tối tối thế nhỉ, chắc là do ánh sáng. Ok, thì bây giờ khi bỏ hết tất cả mọi thứ vào đây thì mình sẽ đến với phần review sản phẩm. Ok, review sản phẩm thì bây giờ mình sẽ bỏ chiếc túi canvas này ra. Wow, so sweet. Mình sẽ bỏ cả một đôi ra. Các bạn lưu ý là khi mà mình sử dụng những giày mình có những cái túi dust bag như này, nó sẽ đôi khi mình không cần bóc đâu, mình chỉ cần những chiếc túi như này để có thể giữ cho những cái giày chống bụi bẩn chảy xước rất nhiều và chống khi chống ẩm mốc luôn. Ở đây, đây là một đôi mà khi lúc nãy mình đã search ở trên trang chủ của Louis Vuitton, thì đây là một đôi giày tên là cherrie pump. Thì cái dòng này mình search ở trên web có giá là khoảng tầm độ 785 đô. Đây là mình check ở trên UK, còn một số nước khác thì mình không biết. Đây, các bạn có thể nhìn thấy dáng giày đó. Đây. Theo mô tả của bên Louis Vuitton thì đây là một dáng giày classic, tức là có nghĩa là cổ điển. Thì với cái dòng da monogram, đây là chính là dòng da monogram. Cái dòng da monogram này thì nó có chế độ là rất sần, và đây là một dòng da sơn, đây là một dòng da sơn với những cái họa tiết của eo vì in chìm trên một nền vàng, trên một nền tông nâu màu trời. Đây có thể gọi là một tông màu mono luôn. Đó, các bạn thể nhìn thấy. Đó, các bạn thể nhìn thấy đây thì ở dưới đây là cái dòng da patent leather. Dòng patent leather này thì là một dòng da bóng trông cực kỳ sexy. Thì cái sự kết hợp giữa phong cách cổ điển của da monogram kết hợp với cả phần gót chân da bóng này thì nó mang lại một cái vẻ đẹp mang lẫn giữa cổ điển và sexy. Sử dụng những cái dòng đế da này ở Việt Nam thì nó sẽ rất bị chảy xước ở phần dưới đế này và lòng bàn chân, nó cho mình đi di chuyển nhiều, và cái mặt đường ở Việt Nam này rất chi là hại cho những cái dòng đế da này trông nó thấy cực kỳ là mỏng manh. Thì khi mà bạn đi bị chảy xước như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến phần thẩm mỹ này, thứ nhất. Thứ hai nữa là nước từ đây nó sẽ ngấm lên và là bung những cái viền mép keo ở đây. Đó, bung những viền mép keo ở đây. Thì ở bên trong này là phần lót, thì đơn giản là được lót ra và đúng chiếc lót. Ở đây là có phần đệm khí giúp đệm chân này. Một số dòng giày nó sẽ không có những cái lót ra như thế này, mà lót của nó là bằng nhựa tổng hợp. Lưu ý nữa, riêng cho cái dòng da pattern này, riêng
lưu ý riêng cho dòng pattern laser này, đây là một dòng da rất mỏng manh. Đây là một dòng da nó rất mỏng manh. Khi mà ở nhà bạn còn cái đôi mà dòng pattern laser này không phải là màu đen mà là những cái màu như là màu gray, màu ABC, ABC, rất nhiều màu sắc, mà khi mà bạn để hai màu, giả sử bạn để một màu đen ở bên này và một màu trắng ở bên này, bạn để sát như thế này, hai chiếc giày chạm nhau sẽ ảnh hưởng màu sắc từ bên này, nó sẽ ăn màu sang bên này. Thì cái sai lầm của khách hàng khi mà sử dụng những cái dòng pattern laser này, nó sẽ nghĩ là nó rất chi là sáng bóng, chỉ cần lau qua là xong. Nhưng mà nhập cái dòng này, dòng da này cực kỳ là mỏng manh. Đây, đây, dòng da monogram này thì nó cảm giác êm ái và thoải mái cho chân, và đặc biệt là nó sẽ tránh những cái được cái vết xước răm ở rất nhiều dòng giày, nhiều dòng da khác. Và đây, sau khi đây mình cũng chia sẻ thêm với các bạn một vấn đề nữa, đó là cách phân biệt cái dòng giày mà cách phân biệt dòng giày chính hãng. Và thực sự rất đơn giản thôi, đó là khi bạn cầm vào những cái chất liệu giả, form giày sẽ rất kỳ và chắc. Những cái biểu tượng ở dưới đế như thế này, đó là các bạn có thể dùng cho nó dòng dập chữ Mediterranean này được dập một cách trong chất mịn mà không có một vết hằn gì nó luôn. Và một cách nhận biết cực kỳ đơn giản hơn một chút nữa là các bạn bó vào phần đúng một lực mạnh đấy. Những đôi mà khi đôi giày hiệu khi em bó vào phần này, nó sẽ có một cái độ cứng nhất định, làm không mà nó cũng là cực kỳ là cứng luôn. Còn những cái đôi giày mà không phải hiệu nữa, mà effect chẳng hạn, thì bóp sẽ mềm hơn rất nhiều. Đây, và mình xin kết thúc video ở đây. Đây là một sản phẩm sau khi mình đã được sản đề.